Mặt tử phong, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Sống là gì thế không thể sống uổng phí một lần, nhìn xem lâm dữ như thế nào dựa vào bí thuật đông y tổ truyền của mình mang theo tuyệt thế độc tâm thuật, cứu vớt lê dân bách tính, bình định tứ quốc phân tranh, hóa giải nguy cơ tình cảm, khai sáng thời đại tiên phong, trở thành một thế hệ kỳ nữ hữu dũng hữu mưu, ghi vào sử sách. Quyển thứ nhất cơm no áo ấm, ban ơn cho bách tính chương một. Trùng sinh nông gia nữ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Các ngươi là sao gia nãi sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Viên tiên sinh tỉnh trúc nhã bỏ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 cứu được tham ăn tiểu cô một mạng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Đi dạo phiên chợ cứu được vàng bộ nhà công tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Món tiền đầu tiên, bán bánh trung thu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Dừng trễ sơn trang cùng vàng bộ kình thương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 08 Nhà mình đại ca ra sân quả thật bất phàm nha Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 09 Chốn đào nguyên chi ý bên ngoài thu được độc tâm thuật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Lâm phụ chân gãy, cuối cùng phân gia. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.